soviet.vn và Dedico Vibe, uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam, vừa có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello cho bạn nha, ngày hôm nay là show diễn của Đấng Yeosu. Mà tại sao gọi là Đấng nhở? Đấng nghĩa là con tướng bị ăn chửi nhiều đấy anh em ơi. Giống như Đấng Van Hên, Đấng Yeosu, Đấng Yasuo. Nói chung là ăn chửi nhiều riết thành Đấng đấy các bạn ơi. Và hôm nay sẽ không bị ăn chửi nữa. Không bị đồng đội chửi là cái thằng sinh viên Yeosu kia. Có đánh thường đi không, ngồi ngắm hàng tiếng đồng hồ, rồi ngắm vào không khí. Ngắm gái chứ đâu có ngắm tướng địch để gây đam đâu. Ok, hôm nay thì hướng dẫn anh em chơi Yeosu một cách rất là đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả luôn. Các bạn sẽ trở thành một người gây đam chính cho team. Nhưng những pha bắn xa này thì vẫn là hên xui thôi. Mình không xin được rồi. Quả đấy thì hơi đen. Chứ bình thường bạn ấy thường chui vào bụi sau đó biến về. Thì mình ngắm kiểu gì cũng ăn mạng anh em ơi. Cái thói quen là chui vào bụi sau biến về. Một thói quen mà cả anh em đánh thách đấu cũng mắc phải nha. Thế là các bạn có thể dựa vào đó để có thể những cái pha mà mình hack map. Ok, sẽ bị tướng địch chửi hack map. Còn mình thực ra không có hack map đâu. Làm thế nào mà tướng địch bảo mình hack map, mình không hack map. Đó là các bạn chơi hay đấy. Còn các bạn chơi Yeosu mà cứ ngồi ngắm này. Đây. Đó, và không khí đây. Ôi rồi. Tiếp tục là ngồi ngắm này. Đó, tướng địch mà chết mất tiêu rồi. Và tiếp tục ngồi ngắm thì đồng đội cũng chết mất tiêu rồi. Thì kiểu gì cũng ăn chửi. Không ăn chửi là chúng ta đánh thường đấy anh em ơi. Chúng ta đánh thường. Trong lúc mình ngắm 2 phát vừa rồi có khi đánh thường hàng chục phát. Nên nếu anh em chơi Yeosu 200% tốc đánh nó như thế nào, chắc chắn sẽ không bao giờ bị chửi luôn. Bởi vì khi đó thì các bạn sẽ tung được rất nhiều đòn đánh thường. Chỉ cần các bạn đứng gần tường và ngụy trang như thế này nè. Sau đó anh em lao lên đánh thường. Còn anh em ngồi ngắm thì thực ra là không có lợi thế mới ngồi ngắm thôi. Chứ có lợi thế lao lên đánh thường vài phát. Có mạng nha. Ui. Chơi cái gì vậy? Chơi cấu rìa từ xa. Mình không cấu rìa bạn thì thôi. Nhưng mà trận đấu này thì có lẽ thì bạn cũng không được chơi game đâu. Đặc biệt thời điểm đầu game khi tìm mình rất nhiều con tướng khỏe như Volcat, như Vedet, như Zata. Đó, Volcat lao lên thì mình cứ đứng sau. Mình ngắm thôi. Hơi sâu nên ngắm từ xa mà mình xin. Mà còn lại thì cứ để anh Volcat lo nha. Bây giờ thì mình công việc nhẹ nhàng lấy trụ thôi. Công nhận team có SP chơi đàn áp, chơi hổ báo thì mình đánh cũng dễ hẳn ra. Dễ hẳn ra với việc là mình giữ vị trí, mình đứng sau mình bắn nha. Còn nếu mà đâm cao theo SP thì đó là câu chuyện khác nha em ơi. À, hôm nay nếu mà chơi phong cách này các bạn hãy tập ngắm khoảng cách gần, ngắm nhanh nha. Ngắm nhanh thì các bạn ngắm theo cơ chế là các bạn ngắm theo tia màu đỏ. Khi mà tia màu đỏ và ba tia khác nó chưa chụm vào nhau, nghĩa là cái tâm nó chưa ổn định thì các bạn ngắm luôn. Cái này thì có thể tiện lệch cũng khá là cao do là đạn hay lệch anh em ơi. Nhưng bù lại mình ngắm xong được đánh thường nha. Một đánh thường rất là nhiều. Đầu game mình chưa có xuyên giáp, vậy thôi đam chưa to nhưng mà tí nữa đam sẽ cực kỳ to nha. Chiều 2 có xíu sát thương thôi. Trong khi đó đánh thường 700 máu. Chiêu 2 1k3. Như vậy hai lần đánh thường đã hơn một lần mình ngắm rồi anh em ơi. Nên là chúng ta sẽ đánh thường thật nhiều với cái build ở một cái giày tốc đánh là giày dung mục. Sau đó cái kiếm Fenrir. Rồi một cái vũ phương tàn. Cái đồ này thì level 17 anh em đã có 200% tốc đánh rồi nha. Sau đó anh em mà lên xuyên giáp rồi lên kèn anh thì vẫn là đồ như cũ. Thay đổi vị trí thôi. Ok, anh em có cái phong cách gì dị hơn thì nhớ comment bên dưới để Mô Việt thực hiện và chơi những phong cách đó, bởi vì cũng gần cuối mùa rồi. Tướng thì cũng làm hết rồi. Nên là bây giờ chuyển sang đồ dị nha. Chuẩn bị có những pha trôn cực kỳ mạnh từ Mô Việt đấy anh em ơi. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like, click, comment. Và anh em chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha. Nhớ bật nút chuông để nhận clip thông báo về clip mới nhất của mình. Hay quá, trận đấu này thì mình Zuka cũng đánh rất là tốt. Nên có lẽ là John không được chơi game rồi. John trận đấu này không có SP để cản lại Volcat nào lên. Zata nào lên, Zuka rồi Vedet nào lên thì làm gì còn được bắn nữa. Ai phát ngôn hay vậy?
Nãy bạn John hình như bảo là làm ván mới thôi. Bây giờ hình như team bạn đang có nội chiến gì đó anh em ơi. Thôi kệ team bạn đi, thì mình thì cứ thế là slowball rồi win thôi. Ôi, hết cờ vàng là mình xin. Gia ta quá hay. Ui nhưng mà gia ta gãy cánh rồi. Sorry đi gia ta nha John này. Trúng nhưng mà không đủ đam. Thực ra mình chưa có cơ hội nhiều nên là đam ngắm bắn nó hơi hơi yếu. Nên là đồ chuẩn thì các bạn vẫn nên một cái đồ xuyên giáp trước, sau đó thì nên tốc đánh hai cái nha. Xuyên giáp trước thì các bạn có thể lên cái kiếm này, rồi các bạn lên cái vũ không tàn bắn rất là phê. Rất nhiều anh em chắc có lẽ cũng chơi John à, chơi Elsu theo phong cách vũ không tàn rồi, lực lượng tốc đánh rồi có chí mạng, cũng có công một lý cực là cao anh em ơi. Tốc đánh cao rồi công một lý cao khiến John đánh cũng rất là thấm đấy các bạn ơi. Con do này cái bảng ngọc à không, lại nhầm do nha mấy con Elsu này có cái bảng ngọc nó hơi dị khác những con tướng xạ thủ khác, bởi vì cơ chế là 1% tỷ lệ chí mạng được 3 công vật lý đấy, nên anh em có thể xài cái ngọc tỷ lệ chí mạng 1,6% nha. Đơn giản bây giờ mình chỉ bắn thường thôi, khoảng cách gần này bắn thường nha. Nếu bạn đẩy áp sát thì mình dí chiêu 2 chiêu cuối luôn. Nhưng mà chưa kịp Asad đã chết mất tiêu rồi. Ok, bây giờ thì thừa thắng xông lên nào. John này, John này. John đi lẻ anh em ơi, John đi lẻ farm. Tí nữa lấy game mà để sấy cả bản đồ. Nhưng mà làm gì có được đứng và sấy đâu. Mình để mình bắn cho hai phát là chết thôi. Một ca mốt ở đòn đánh thương rồi. Nếu mà có lanh thì đam sẽ to hơn rất là nhiều. Nó cứ tầm 2k, 2k một đòn đánh thương anh em ơi. Anh em ơi tập trung đi, tập trung đi, tập trung đi, win này này. Chả làm sao được. Cho tướng đi bạn thực sự rất là phế. Nói chung là những con riêng ra thì khỏe, nhưng mà đi kiểu đi đi chung nhiều nhiều những con tướng mà không có tanker, không có SP thực thụ ít, khó đánh cực kỳ anh em ơi. Nói chung là trận đấu thì vẫn phải có một SP đánh nó mới dễ được. Hơi xa từ ngoài tầm bắn của mình rồi. Nhưng mà ra ta bay rồi thì chơi sao được. Đúng là do trận đấu này không được chơi game rồi. Mình thì cần full đồ, một cái đồ giáp vào mệnh nữa. Cần 2k vàng nữa thôi. Vậy sao mà đỡ, con này thực ra lấy game bắn cũng khỏe anh em ơi. Với cái đồ nhiều tốc đánh anh em bắn rất là đau nha. Mỗi tội nó không đủ đam chí mạng thôi, chứ cái đam tay của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Từ 200% tốc đánh anh em ơi. Nói chung là level 14 rồi, từ 200% tốc đánh này thì chắc chắn luôn. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, ôi trâu ấy nhở. Trâu, ôi trâu, sao lại bắn hơn 2k đây kia. Ây da da. Thôi, lui lui tí nha, VDS thôi, team bạn chỉ còn một đường nữa thôi. Tập trung ăn mục tiêu này. Thôi tí máu ăn mục tiêu nha. Ăn mục tiêu mình lại đầy máu luôn. Hiện tại anh em có yêu cầu mua Việt Nam phong cách dị nào nhớ comment nha. Rất cần những ý tưởng làm clip hay của anh em để mua Việt thực hiện. Chứ một mình sao bằng 500 anh em ý tưởng được. Đó, lúc nào nhiều người cũng có những ý tưởng hay ho, xịn sò hơn. Anh em nhớ là comment cả cái build đồ nha để mình tham khảo. Chứ anh em chỉ mỗi cái tên tướng thì bạn phải nghĩ nhiều lắm đó anh em ơi. Mà nhiều khi thì hơi bị đau đầu đó. Nhớ comment đầy đủ để mua Việt thực hiện theo cầu anh em nha. Nhớ ký tên nha anh em ơi để mình có thể đọc trong clip. Rồi, chung cuối nhảy sang tường bên này bọn đánh tường thôi. Ui, ui. Chơi game đòi dí, dí sao được. Ok, có khi là trận đấu này thì chúng ta end game đi nhỉ. Chứ tí mạng sao mà đỡ được đây. Và chất thầy cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu của mua Việt từ nãy giờ với các bạn trong clip tiếp theo. Do thì 3 hit mà đi bàn tỷ số thôi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.